Xin chào các bạn, các bạn thấy những hình ảnh này có quen hay không? Tôi nghĩ là một số anh chị đã từng biết nó ở đâu luôn rồi. Còn các bạn chưa từng biết hả? Thì càng tốt chứ sao. Hôm nay chúng ta sẽ vào sâu hơn để tìm hiểu về vùng đất xanh tươi và mù sương này, nơi không có nhà tù và cũng không có sự hiện diện của McDonald's. Đó chính là Faroe Island. Faroe Island hay quần đảo Faroe hiện nay không phải là một quốc gia độc lập, nhưng trong tương lai không ai đoán định được. Vùng đất xa xôi này là một lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Thực tế đây là một quốc gia tự trị trong vương quốc này. Thỉnh thoảng trong video tôi có thể gọi nhầm lãnh thổ Faroe là đất nước này hay là quốc gia này, thì các bạn có thể bỏ qua cho lỗi đó nha. Vậy thì Faroe cụ thể nằm ở đâu? Quần đảo Faroe nằm ở hơi xa so với chúng ta, thuộc khu vực phía bắc của châu Âu và cũng nằm trên phần phía bắc của Đại Tây Dương. Cách kinh tuyến không độ khoảng 355 km về phía tây, cách vòng bắc cực 480 km về phía nam. Faroe nằm ở nửa đường từ Na Uy đến Iceland và cách bờ biển phía bắc của Scotland, Vương quốc Anh khoảng 360 km. Giả sử từ thủ đô Copenhagen của Đan Mạch đi bằng thuyền thì phải vượt qua hơn 750 hải lý, tức là khoảng 1.400 km mới tới được quần đảo Faroe. Có 18 hòn đảo cấu thành ở lãnh thổ này, không tính đến những hòn đảo siêu nhỏ và những tảng đá cô đơn. Nhìn trên cao thì quần đảo giống như phần vỏ của trái mang cầu bị đập dẹp. Địa hình ở đây gồ ghề, chủ yếu là đồi và dốc. Quần đảo này được hình thành bởi hoạt động núi lửa cách đây khoảng 30 triệu năm. Nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy, quần đảo này thực ra là những cái lớp dung nham được phun ra từ lòng đất và cô đặt lại. Cùng với tác động của các yếu tố địa lý hàng triệu năm đã tạo nên phong cảnh ngoạn mục thuộc hàng độc đáo nhất trên hành tinh của chúng ta. Những vách đá trồi lên trên mặt biển rồi lao xuống tạo thành những bức tường dựng đứng, mang đến cho quần đảo một vẻ đẹp ma mị. Đây cũng chính là nguồn cảm hứng cho nhiều truyền thuyết của địa phương. Quần đảo Faroe có độ cao trung bình là 300m so với mực nước biển, điểm cao nhất là 880m. Tổng diện tích phần đất nổi là 1.399 km2, gần tương đương với diện tích đất liền và các đảo của thành phố Hải Phòng, Việt Nam. Giữa những hòn đảo của Faroe là những rãnh nhỏ hiểm trở, phía ngoài là những vịnh hẹp ăn sâu vào bên trong, giống như đầu nhọn của những cái mũi tên. Chính vì sự ăn sâu này nên tổng chiều dài của đường bờ biển rất đáng kể, lên đến 1.100 km. Tất cả các địa điểm bất kỳ trên quần đảo này không nơi nào cách biển quá 5 km. 17 trên 18 hòn đảo thì đều có người dân sinh sống, có đảo thì chỉ có vài chục người thôi. Các cư dân đầu tiên được cho là các tu sĩ ở ẩn thuộc các dòng Thiên Chúa giáo. Xuất phát điểm của họ ở đâu thì vẫn còn nhiều tranh cãi. Có người cho rằng từ Ireland, có người cho rằng từ Scotland. Họ đến vào thế kỷ thứ 6. Thời đó thì người ta nghĩ rằng là những nơi xa xôi như ở đây chính là nơi mà họ gần với Chúa nhất, nên là họ đến để mà thực hành tôn giáo. Sau đó những thủy thủ Bắc Âu trên bán đảo Scandinavia thuộc khu vực Na Uy và Thụy Điển ngày nay, mà chúng ta quen gọi là những thủy thủ Viking, đã đặt chân lên quần đảo vào những năm 800-900. Người Viking đã để lại di sản văn hóa và phong cách sống trên quần đảo. Về ngoại hình và nhân diện của người Faroe hiện nay, một mặt khá tương đồng với các cộng đồng khác ở châu Âu, nhưng mà có một đặc điểm nhỏ là gương mặt của người Faroe dường như là ít góc cạnh hơn là những người ở Tây Âu và Nam Âu. Màu tóc phổ biến từ vàng đến nâu đỏ. Đối chiếu với những mô tả về người Viking thì khá là giống. Có thể nói người Faroe hiện nay là một trong những hậu duệ của những người Viking cổ xưa. Suốt nhiều thế kỷ sau khi những thủy thủ này đặt chân đến thì Faroe vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Vương quốc Na Uy. Đến khi vương quốc này liên kết với Đan Mạch thì dần dần quyền kiểm soát Faroe mới thuộc về Đan Mạch. Năm 1816, Faroe chính thức trở thành một quận trực thuộc của Vương quốc Đan Mạch. Đến thời điểm video này lên sóng thì đây vẫn là một cái lãnh thổ tự trị. Lược sử ngắn gọn như vậy thôi ha. Nơi cừu là hoàng thượng. Cừu Faroe hiện diện trong muôn mặt đời sống của quần đảo này, từ kinh tế, giao thông, ẩm thực cho đến kiến trúc, thậm chí là công nghệ bản đồ. Nghe rất là lạ hen. Cừu cũng chính là những cư dân đầu tiên khi mà chúng cùng lúc được các tu sĩ mang đến từ cách đây khoảng 1.000 năm. Ở lãnh thổ này, dễ dàng bắt gặp một con cừu hơn là tìm thấy một con người. Nếu đây là một quốc gia thì sẽ là một trong những nước có dân số ít ỏi của thế giới. Dân số của quần đảo hiện nay là khoảng 52.000 người, trong khi số lượng cừu ước tính là 70.000 con. Ngay cả tên gọi của quần đảo Faroe, giả thiết được nhiều người tán thành, tên này cũng có nghĩa là quần đảo của những con cừu. Cừu Faroe có thân hình mảnh khảnh nhưng mà có lớp lông dày và đầy đặn. Ở Việt Nam thì khi lái xe qua các vùng nông thôn chúng ta sợ là chúng phải những con chó đúng không? Nhưng mà ở đây thì người ta sẽ sợ và phải những con cừu.
Chính phủ quần đảo cũng khá ưu ái cho đàn cừu. Đèn xe bắt buộc phải được bật trong tất cả các thời điểm và tránh cừu khi lưu thông trên đường là quy tắc giao thông ưu tiên và cơ bản nhất. Chắc tụi này nó cũng biết nên là thường thì nó không biết sợ xe cộ gì hết và cái bản tính thì rất là tò mò thọc mạch nữa. Ở Đắk Lắk của chúng ta thì có thể dùng câu là tránh voi không hổ mặt nào, nhưng ở Faroe thì các bạn biết câu đó có thể là có biến thể như thế nào rồi đó. Cảnh quan và khí hậu. Cảnh quan tự nhiên ở đây chủ yếu là đồng cỏ bao phủ gần hết bề mặt của các đảo. Chủ yếu là cây thân thảo và các loài hoa dại. Rất là hiếm mới thấy những cây lớn ở trên quần đảo này. Và các bạn có biết không, tất cả chúng đều là những cây nhập khẩu, đa số đến từ các nước Nam Mỹ. Độ che phủ rừng ở các giai đoạn luôn ở mức từ 0 đến dưới 1%. Sinh vật cũng ít đa dạng. Ngoài cừu đen, cừu trắng và cừu trắng đen, thì còn có các loài cá và khoảng 110 loài chim. Những con chim Furfin xuất hiện ở khắp nơi. Đây cũng là một biểu tượng khác và là những chuyên gia bắt cá siêu đẳng. Thời tiết ở đây không quá lạnh như chúng ta tưởng tượng, dù cho nó ở sát vòng Bắc Cực. Kiểu khí hậu điển hình là khí hậu cận cực. Tuy nhiên, thời tiết của quần đảo này ôn hòa hơn đáng kể. Nhiệt độ trung bình vào mùa đông là khoảng 3 độ C, một mức nhiệt khá cao so với các nước Bắc Âu, nơi mà nhiệt độ trung bình mùa đông thường xuyên ở mức âm. Nguyên nhân là do tác động của dòng hải lưu Gulf Stream. Mùa hè ở Faroe có nhiệt độ trung bình từ 12 đến 13 độ C. Đối với tôi thì nhiệt độ này cũng khá là lạnh rồi. Mưa, tuyết và sương mù khá phổ biến. Mưa xuất hiện trong tất cả các mùa ở trong năm. Gió và độ ẩm trong không khí cao góp phần làm cho cảnh quan càng thêm bí ẩn. Những con cừu hoàng thượng thỉnh thoảng phải được mặc áo phản quang để giữ gìn tính mạng. Sự tác động của hải lưu, độ cao địa hình làm cho thời tiết trong từng khu vực nhỏ và từng thời điểm trong ngày có khác biệt rất đáng kể. Thời tiết thay đổi nhanh chóng. Trong suốt năm thì lượng ánh sáng mặt trời cũng chênh lệch đáng kể. Mùa đông, mặt trời chỉ xuất hiện khoảng từ 3 đến 5 tiếng. Mùa hè thì ngày dài biền biệt, có thể kéo dài lên đến 20 tiếng. Kinh tế. Lãnh thổ này được vận hành trong một nền kinh tế đơn giản, phụ thuộc nhiều vào đánh bắt cá và nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là cá hồi. Hải sản là mặt hàng xuất khẩu chính, chiếm hơn 90% tổng giá trị xuất khẩu. Ngoài ra, ngành vận tải biển cũng khá phát triển. Gần đây có thêm đóng góp từ du lịch. Nông nghiệp như là nuôi cừu và trồng rau củ chỉ phục vụ tại chỗ. Lãnh thổ vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu rau quả từ bên ngoài. Các số liệu kinh tế của Faroe không được thể hiện trong các báo cáo của IMF. Nhưng theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, quy mô kinh tế của lãnh thổ này tương đối nhỏ, xếp nửa cuối trong các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tuy nhiên, GDP bình quân đầu người thuộc nhóm dẫn đầu. GDP trên người cách đây 2 năm theo Ngân hàng Thế giới là 64.269 đô la Mỹ, gấp rưỡi Nhật Bản và gấp đôi Hàn Quốc. Tỷ lệ thất nghiệp dao động từ 1 đến 2%. Đánh giá chung, lãnh thổ này có nền kinh tế tương đối nhỏ, cởi mở nhưng khá mong manh. Về tiền tệ, họ có tiền giấy riêng của mình được gọi là đồng Kron Faroe. Đồng Kron Đan Mạch cũng tồn tại ở đây. Một Kron của họ bằng 0,6 đô la Mỹ và bằng khoảng 3.670 đồng Việt Nam. Giá cả ở đây nhìn chung khá đắt đỏ, cao hơn khoảng 10% so với các nước ở khu vực Bắc Âu. Các mặt hàng thiết yếu và thực phẩm mắc hơn ở Việt Nam khoảng 4 đến 5 lần. Để tiện theo dõi các phần sau, chúng ta nói về thủ đô của nước này trước. Cả nước phân thành 6 vùng, mọi người có thể quan sát ở đây, tôi đọc không có được luôn. Về mặt hành chính, toàn lãnh thổ chia thành 29 khu vực, giống như là 29 xã thị trấn, với 120 khu phố và làng. Các khu vực có diện tích và dân số không đồng đều, có nơi vài chục người, có nơi thì lên đến vài chục ngàn người. Trong đó, thủ đô hay thủ phủ của lãnh thổ này đặt tại Tosan, đơn vị hành chính rộng và đông dân nhất của lãnh thổ này. Tosan nằm trên đảo Streymoy, gần như ở trung tâm của quần đảo. Dân số 22.200 người, chiếm khoảng 40% dân số của toàn lãnh thổ. Trên bán đảo nhỏ này là nơi đặt các cơ quan bộ ngành của chính phủ và quốc hội. Các tòa nhà này thì khá khiêm tốn, nhưng đây là nơi có lịch sử lâu đời. Thế kỷ 19 thì bán đảo này diễn ra kỳ họp quốc hội đầu tiên khi người Viking thiết lập các thiết chế văn hóa và xã hội ở đây. Nó được cho là một trong những địa điểm họp quốc hội lâu đời nhất trên thế giới vẫn còn sử dụng đến nay. Ở đây thì không có nhà cao tầng, cơ bản giống như các thị trấn nhỏ ở các nước khác, không có McDonald's ở đây. Các cửa hàng bán đồ ăn nhanh thì cũng khá hạn chế. Xe buýt miễn phí và trực thăng được trợ giá. Chúng ta đang nói về giao thông và viễn thông. Địa hình vốn không thuận lợi và giao thông phát triển bất chấp địa hình. Có khoảng 20 đường hầm ở trên lãnh thổ nhỏ bằng diện tích của thành phố Hải Phòng. Đa số các đảo chính được kết nối bằng đường bộ, khổ đường khá nhỏ, phổ biến là hai làn xe,
thậm chí có khá nhiều đường chỉ rộng hơn chiều ngang ô tô một chút. Ở đây có quy tắc giao thông thú vị, mọi người có thể xem bằng đồ họa. Phần lớn điểm tránh xe nằm ở chiều xuống dốc. Xe ở hướng xuống sẽ ưu tiên cho xe hướng lên. Kể cả một số đường hầm thì cũng cần có điểm tránh xe nếu khổ đường hầm nhỏ. Ở đây, một số đường hầm có thu phí, một số thì không. Nhưng dù sao thì phí qua hầm cũng sẽ được trả lại ở cái cây xăng gần đó, như là một cách để khuyến mãi vậy đó. Nếu mà thuê xe thì phí qua hầm cũng sẽ được trả lại vào cuối hành trình. Sân bay Vaga là sân bay duy nhất của quần đảo, cách thủ đô khoảng 1 tiếng đi xe. Đây là sân bay nhỏ, chỉ có một đường băng duy nhất. Sân bay Vaga là nơi đặt trụ sở của hãng hàng không Atlantic Airways. Một số chặng bay phổ biến đến sân bay này là từ Đan Mạch, Na Uy, Iceland và Tây Ban Nha. Dịch vụ phà từ Iceland, Faroe và Đan Mạch được cung cấp bởi các công ty vận tải biển. Riêng hãng tàu này đã thu về 138 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Các tuyến xe buýt ở thủ đô Tosan hoàn toàn miễn phí cho người dân và du khách. Chưa hết, máy bay trực thăng phục vụ các đảo xa được trợ giá rất nhiều cho tất cả mọi người. Nó được xem là phương tiện giao thông công cộng giá rẻ và phổ biến. Hiện nay thì nước này đã triển khai phát sóng 5G. Đáng ngạc nhiên là vùng sâu vùng xa này, tín hiệu Internet được đảm bảo trong toàn bộ lãnh thổ. Theo số liệu của chính phủ, 97,4% hộ gia đình ở Faroe có Internet không dây. Hú hồn chi mén. Các vấn đề xã hội. Ở đây khá an toàn và tội phạm ít, vì thế không có nhà tù chính thức ở quần đảo Faroe. Các tù nhân bị giam giữ từ 1 năm rưỡi trở lên sẽ được gửi đến các nhà tù ở Đan Mạch để thi hành bản án. Thấy mọi thứ rất là tốt ha, nhưng không có nghĩa là lãnh thổ này không có điều hạn chế. Tình trạng suy giảm dân số cơ học diễn ra khá phổ biến. Nhiều học sinh đi du học ở các nền giáo dục hàng đầu thế giới ở Na Uy, Đan Mạch và Anh Quốc, sau đó thì định cư luôn. Chính phủ đã đầu tư rất nhiều vào giáo dục và truyền thông. Chi tiêu công do giáo dục chiếm 8,1% GDP và họ cũng đã cố gắng đa dạng hóa các ngành kinh tế để thu hút người tài năng về lại quê hương, nhưng mà kết quả chỉ ở mức tạm chấp nhận được. Faroe đang thiếu hụt phụ nữ do di cư. Theo đài Al Jazeera, có hàng trăm phụ nữ gốc Đông Nam Á đang sinh sống ở Faroe theo diện xuất khẩu cô dâu. Các cô dâu chủ yếu đến từ Philippines và Thái Lan, mong muốn có được một cuộc sống tốt hơn, tránh những xung đột và bất ổn ở quê hương. Họ đến Faroe và trở thành nhóm dân cư thiểu số đông nhất tại quần đảo này. Người Faroe là một trong số ít các quốc gia có tập tục săn bắt cá voi. Hình thức săn bắt của họ cũng có thể khiến mọi người sốc, thành ra tôi không có đưa lên những cái hình ảnh như thế. Mọi người có thể xem thêm video ở phần dưới của mô tả. Họ dùng rất là nhiều thuyền và lùa cá vào một vịnh hẹp. Sau đó thì người dân ở trong cộng đồng bất kể ai cũng có thể dùng thương để đâm chết con cá. Và sau đó thì sẽ lấy lên và chia đồng đều với nhau. Họ săn bắt cá voi để ăn thôi, không có vì mục đích thương mại. Mỗi lần đi săn như thế thì có hàng chục và hàng trăm con cá voi bị săn bắt. Và nó hình thành nên một cái vũng máu ở trên biển, có thể nhìn thấy ở cách xa hàng trăm mét. Chính phủ Faroe mô tả hoạt động săn bắt cá voi là một phần tự nhiên trong cuộc sống của người dân Faroe và nhiều người giữ gìn nó như là một di sản. Nói gì thì nói, mỗi xã hội có một quy tắc riêng mà không thể áp dụng một hình thức và chuẩn mực của quốc gia này cho quốc gia khác được. Nói chung là tùy người ta thôi. Thể thao. Faroe là thành viên của Liên đoàn bóng đá châu Âu cũng như là Liên đoàn bóng đá thế giới. Nước này đang vận hành các giải đấu ở 4 cấp độ, trong đó giải vô địch quốc gia, giải hạng nhất và giải hạng nhì. Mỗi giải đều có 10 câu lạc bộ tham dự, nhưng mà chúng ta nhớ lại là họ chỉ có hơn 50.000 dân thôi. Trong bảng xếp hạng FIFA, họ đang xếp vị trí 107 trên Thái Lan và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Chèo thuyền cũng là một môn thể thao phổ biến khác. Loại ngôn ngữ không có trong Google Dịch. Họ dùng tiếng Faroe, vốn không có trong hệ thống của Google Dịch. Họ đã nỗ lực đưa tiếng nói lên hệ thống của Google bằng cách huy động tất cả người dân địa phương và hướng dẫn phát âm từng câu theo tiếng Faroe và đăng tải trên Internet. Các bạn có thể lên trang web Faroe Island Translate. Giao diện thì cũng rất là hài hước luôn. Các bạn sẽ thấy người thật, việc thật. Bây giờ chọn thử một câu nha. Này có nghĩa chút may mắn không ta? Cái quá, ít nữa. Thôi khó quá. Các bạn có thể gõ một câu tiếng Anh và dịch thử nha. Tóm lại, dù gì đi nữa thì đây cũng là một nơi đáng để ghé thăm bởi thiên nhiên tươi đẹp và người dân thân thiện. Mặc dù Faroe là một lãnh thổ thuộc Đan Mạch, tuy nhiên thì khi đến đây các bạn phải xin được thị thực của Faroe chứ không phải xin thị thực Đan Mạch, khá giống với Hồng Kông và Trung Quốc. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối. Cái câu nói mà lặp đi lặp lại hoài đó là các bạn nhớ đăng ký với lại là rủ bạn bè cùng xem nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.